Chào tất cả các em học sinh, hôm nay chúng ta cùng nhau qua một bài mới nhé. Chúc các em có một tuần học tập thật tốt và thật vui. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài số 3. Bài 3, chương trình máy tính và dữ liệu. Trước tiên thì chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ nhé. Tuần trước chúng ta đã được thực hiện một cái chương trình nhỏ. Như vậy thì mình nhắc lại rằng là để lưu chương trình, chúng ta chọn File Save hoặc là mình nhấn F2. Thoát khỏi Backscan thì mình nhấn tổ hợp phím Alt cộng X hoặc là dấu X ở phía bên góc phải. Biên dịch và sửa lỗi, chúng ta nhấn Alt F9. Sau khi mà đã có lỗi đúng hết rồi, chúng ta chạy chương trình bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl F9. Lệnh Use CRT để khai báo thư viện CRT. Lệnh CLR-SCR, nó viết tắt của chữ Clear Screen, xóa màn hình kết quả ha, và chỉ được sử dụng khi đã khai báo thư viện CRT. Phân cách các câu lệnh, sử dụng dấu, chấm phẩy, kết thúc chương trình, mình sử dụng dấu chấm. Lệnh Write, in thông tin ra màn hình, Write Line, in thông báo ra màn hình, nhưng mà nó có xuống dòng. Cô vừa mới ôm lại cho mình cái bài cũ. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau vào bài mới, đó là chương trình máy tính và dữ liệu. Như chúng ta đã biết, chương trình máy tính nó là một cái phần mềm web, một cái app nào đó đều được gọi là chương trình máy tính. Chương trình máy tính thì sẽ có rất là nhiều thông tin. Ví dụ như là cái app Grab của chúng ta thì có thông tin về họ tên của các bác tài xế, số điện thoại của các bác tài xế, số tiền cho là mỗi quãng đường đi, hay là cái Google Maps thì đều có cái số km ở cái lộ trình mà chúng ta đi từ nhà tới trường chẳng hạn. Như vậy thì mỗi cái loại thông tin đều có rất là nhiều cái dữ liệu khác nhau, và phù hợp với lại những cái loại dữ liệu đó thì chúng ta lại có những cái kiểu dữ liệu. Như vậy thì mỗi một cái loại thông tin đều có những cái kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ như là thông tin về họ và tên thì có phải là cái kiểu dữ liệu của nó sẽ là kiểu chữ không ạ? Thông tin về số tiền thì có phải là kiểu dữ liệu của mỗi loại là kiểu số không nào? Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các cái loại dữ liệu, các cái dạng dữ liệu hay là cái kiểu dữ liệu ở trong Backscan, cùng với lại các cái phép toán và các cái phép so sánh trong Backscan nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta thử quan sát những cái thông tin phía bên dưới và lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho mỗi thông tin đó. Như đây chúng ta nói tới thông tin thì gồm có thể là có hình ảnh, âm thanh và chữ viết. Nhưng mà mình học Pascal, mình làm cho ngôn ngữ Pascal, cho nên mình sẽ chỉ lựa chọn loại thông tin về chữ viết. Chữ viết thì có phải gồm có chữ số. Chữ số thì mình có số nguyên hay là số thập phân. Chữ viết thì ví dụ như họ và tên thì mình có một cái chuỗi ký tự chẳng hạn. Rồi, vậy chúng ta cùng tìm hiểu nha. Số táo trong đĩa, ví dụ là 10 quả táo, 20 quả táo, 5 quả táo. Vậy nó có phải là kiểu phù hợp nhất, chính là kiểu gì nè? Kiểu số nguyên không nè? Đó. Rồi, thông tin về điểm của học sinh. Điểm của học sinh nó có dữ liệu là 9,5, 8,0. Vậy cái kiểu dữ liệu phù hợp nhất với cái loại điểm học sinh này là có phải là số thập phân không ạ? Rồi, ở đây là giá trị của x. X ở đây nó sẽ bằng trừ 2, bằng 2. Có phải là nếu đều là số nguyên, như vậy cái kiểu dữ liệu phù hợp ở đây có thể là số nguyên. Đó. Thông tin về họ và tên học sinh. Chúng ta có dữ liệu là, ví dụ như bạn Hoa Thần Vũ, thì có phải là đây là kiểu chuỗi ký tự. Tương tự như vậy, nhấn một phím bất kỳ, bất cứ một cái phím nào trên bàn phím, mình nhấn một phím thì mình xem nó là một ký tự. Đó. Rồi, ở đây số điện thoại. Rất là nhiều bạn nói cô ơi đây là kiểu số nguyên gì chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy rằng số điện thoại mình gần như là không có sử dụng để tính toán, cho nên mình cũng có thể nói rằng số điện thoại là một cái kiểu chuỗi ký tự. Vậy thì cô vừa mới cho mình quan sát một số cái thông tin để mình lựa chọn cái kiểu dữ liệu phù hợp cho những cái thông tin đó. Và lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp rất là quan trọng, bởi vì ở trong Pascal chúng ta có những cái phép toán được thực hiện trên kiểu dữ liệu này nhưng lại không được thực hiện trên kiểu dữ liệu khác. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu một nhỏ dữ liệu và kiểu dữ liệu. Thì các cái ngôn ngữ lập trình nó định nghĩa sẵn một số kiểu dữ liệu cơ bản, và
kiểu dữ liệu nó xác định biên giá trị có thể cùng với các phép toán có thể thực hiện. Lúc nãy cô nói là các phép toán, các kiểu dữ liệu nó rất là quan trọng. Ví dụ chào các bạn đây, chúng ta thấy nó là một cái chuỗi ký tự, hay là dưới này nó là một cái phép toán với cái dữ liệu kiểu số. Như vậy thì các cái kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal là gì? Số nguyên, số thực, ký tự và kiểu sau ký tự. Như vậy, tương ứng với kiểu số nguyên đây thì mình có ở trong Pascal là byte hoặc là integer. Byte thì nó là số nguyên trong khoảng từ 0 đến 255. Ví dụ như số táo trên đĩa là 10 quả chẳng hạn. Integer thì nó trong khoảng âm 32.767 đến 32.768. Giả thử sử số học sinh trong một trường, chúng ta có thể là dùng kiểu số nguyên. Kiểu real, giả sử như đó là điểm trung bình, real là số thực. Char là ký tự bấm một phía bất kỳ đó. A chẳng hạn, đó là ví dụ. String là kiểu sau ký tự, nó có tối đa là 255 ký tự. Nếu thông tin là họ tên thì mình có thể sử dụng kiểu dữ liệu là sau ký tự string. Còn nếu như mà chúng ta muốn xác định một cái dãy chữ số là kiểu sau thì mình sẽ đặt cái dãy chữ số đó nằm ở trong dấu nháy đơn. Rồi, nếu như là kiểu ký tự và kiểu sau ký tự thì đều được đặt trong nháy đơn. Mà một cái dãy số mà chúng ta không sử dụng để tính toán mà chúng ta muốn nó là cái kiểu sau đó, thì chúng ta đặt trong dấu nháy đơn để mình phân biệt. Như vậy thì tương ứng với những kiểu dữ liệu khác nhau thì có những phép toán có thể thực hiện khác nhau. Chúng ta cùng qua phần hai nhỏ, các phép toán với dữ liệu kiểu số. Bạn hãy nêu được cho cô các phép toán số học trong Pascal. Như vậy, nó giống như môn toán, nó có một cái số phép cơ bản: cộng trừ, nhân, chia. Ở đây có hai cái phép mà mình nghe lạ lạ chút, đó là chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư. Phép toán chia lấy phần nguyên đó là phép dip, và phép toán chia lấy phần dư là phép mod. Rồi, cô sẽ lấy ví dụ nha. Mình có 10 quả táo, mình chia cho 3 người. Mỗi người sẽ được 3 quả. Đây chính là phép toán dip chia lấy phần nguyên. Còn dư 1 quả, đây chính là phép toán mod chia lấy phần dư. Như vậy mình có 10 dip 3 bằng 3 và 10 mod 3 bằng 1. Rồi, ở đây chúng ta thấy rằng ở các phép cộng trừ, nhân, chia ở có ký hiệu cộng trừ thì không thay đổi, dấu nhân chính là dấu sao, dấu chia là dấu sẹt. Chia lấy phần nguyên trong Pascal là dip, chia lấy phần dư là mod. Và các phép cộng trừ, nhân, chia này giống hệt như môn toán, không có gì đặc biệt hết, đều được thực hiện trên kiểu số nguyên. Bên toán là số nguyên, số phân, thì bên Pascal nó là số nguyên và số thực. Riêng phép chia lấy phần nguyên, phép dip và phép mod, chia lấy phần dư chỉ được thực hiện trên kiểu số nguyên. Rồi ở đây bên phải là cái cột ví dụ. Đó, 5 mà chia lấy phần nguyên cho 2 thì được 2. 5 mà chia lấy phần dư cho 2 thì còn dư 1. Rồi, những cái ví dụ khác ở phía trên. Rất đơn giản. Vậy thì ở cái quy tắc tính các biểu thức số học trong Pascal như thế nào? Rồi, các phép toán trong ngoặc được thực hiện trước tiên, giống như mình môn toán thôi. Trong dãy các phép toán không có dấu đóng mở ngoặc thì các phép nhân, phép chia lấy phần nguyên, và phép chia lấy phần dư, phép dip, phép mod được thực hiện trước. Phép cộng và phép trừ được thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải. Và trong ngôn ngữ lập trình Pascal thì chúng ta chỉ được sử dụng dấu dấu ngoặc tròn mà thôi. Ví dụ ha, 4 nhân cho 10 dip 3, thì 4 nhân 10 là 40, 40 dip 3 là chia lấy phần nguyên cho 3 là 13. Rồi, nhưng nếu có đóng mở ngoặc thì chúng ta lấy 10 dip 3 là 3 trước. Như vậy 4 nhân 3 là 12. Rồi, 3 cộng với 12 thì ra kết quả là 15. Mình vừa mới tìm hiểu về các kiểu dữ liệu cũng như là các phép toán với dữ liệu kỹ số ở trong Pascal. Mình có một cái ví dụ nhỏ ở trong lập trình. Chẳng hạn như chúng ta có cái app mà Google Maps, thì khi mà chúng ta có dữ liệu đầy đủ về mỗi một cái km của mỗi cái đoạn đường, sau khi mình tính toán xong thì mình sẽ so sánh xem cái đoạn đường nào là ngắn nhất đi từ nhà mình đến trường.
Nhưng mà khi viết chương trình để so sánh dữ liệu thì mình sử dụng các ký hiệu do ngôn ngữ lập trình nó quy định. Thì trong Pascal có những phép so sánh nào nè? Bằng, nhỏ hơn, lớn hơn, khác, nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng. Cũng giống như là một toán, cái ký hiệu thì nó có thể khác thôi. Như vậy kết quả của phép so sánh nó chỉ có thể là đúng hoặc là sai. Ví dụ như 7 bằng 7, đây là so sánh này đúng hay sai nhỉ? Rồi 10 cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 7 nhân 2. Rồi 8 trừ x lớn hơn 2. Như vậy thì đầu tiên 7 bằng 7 chính là so sánh cho ta kết quả đúng. Biểu thức thứ hai so sánh này cho chúng ta kết quả sai. Còn biểu thức cuối cùng ha, còn cái biểu thức cuối cùng thì đúng hay sai sẽ phụ thuộc vào giá trị của x. Rồi, đây chúng ta có phép so sánh bằng, bé hơn, lớn hơn, khác, bé hoặc bằng, lớn hoặc bằng cùng với các kiểu dữ liệu ở trong Pascal. Rồi, ở đây chính là các cái ví dụ. Rất nhiều bạn sẽ viết cái ví dụ khác này sai nè nha. Nó là cái dấu bé, rồi nó là cái dấu lớn, hai cái dấu nó liền nhau. 5 bằng 5 cho kết quả đúng, 9 bé 5 cho kết quả sai, 9 lớn 6 cho kết quả đúng, 6 khác 5 cho kết quả đúng, 8 bé bằng 6 cho kết quả sai, còn 9 lớn hơn bằng 6 cho kết quả đúng. Chúng ta đã vừa tìm hiểu về các kiểu dữ liệu và cũng như là các phép toán với dữ liệu kiểu số và các cái phép so sánh với Pascal. Ở tuần trước chúng ta đã cùng nhau thực hiện một cái chương trình đơn giản. Vậy thì cái việc giao tiếp giữa người và máy tính, nó là cái quá trình trao đổi hai chiều giữa con người và máy tính khi mà chúng ta thực hiện một cái chương trình. Con người thì thực hiện kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung, máy tính thì đưa thông báo kết quả. Cái tương tác giữa người và máy tính thì thường được thực hiện nhờ các thiết bị như là chuột, bàn phím hay là màn hình. Đầu tiên, khi mà chúng ta viết một cái chương trình thì nó phải có thông báo kết quả tính toán. Ở đây có thể gọi là cái màn hình của người dùng ha. Hay là cái màn hình để cho người lập trình kiểm tra những cái gì mà mình đã lập trình. Để in ra thì chúng ta sử dụng lệnh write hoặc là write-like. Nếu chúng ta muốn in cái diện tích hình tròn chẳng hạn thì chúng ta sử dụng write in cái diện tích hình tròn. Cái x này nó là cái biến sau này chúng ta học nhé. Và ngoài cái thao tác mà chúng ta quan sát cái kết quả ở màn hình thì chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím. Đó. Chương trình sẽ tạm ngừng để chờ người dùng nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc là bằng chuột. Đó là lệnh readline. Ví dụ đợi mình nhập năm sinh ha, thì sử dụng là readline x chẳng hạn để mà ở đây đợi mình nhập cái năm sinh đó. Rồi mình còn có một cái thao tác nữa, đó là tạm ngừng chương trình. Thì tạm ngừng trong một khoảng thời gian xác định thì chúng ta sử dụng lệnh delay. Ví dụ như là các bạn chờ 2 giây nhé, thì delay 2000 chính là chờ 2 giây. Tạm ngừng cho đến khi người dùng nhấn phím Enter là readline. Rồi, các bạn chờ 2 giây nhé, thì sẽ chờ 2 giây để thực hiện cái lệnh tiếp theo. Hay là chờ cho đến khi người dùng nhấn phím Enter, chúng ta sử dụng lệnh readline. Một số môi trường lập trình thì cho phép chúng ta sử dụng hộp thoại như là một cái công cụ giao tiếp giữa người và máy. Ví dụ như là mình muốn kết thúc chương trình thì mình có thể chọn đồng ý hoặc là hủy lệnh. Như vậy thì chúng ta cùng nhìn lại giao tiếp giữa người và máy tính nhé. Thông báo kết quả tính toán nè, sử dụng lệnh write hoặc là write-like. Nhập dữ liệu, sử dụng lệnh readline. Tạm ngừng chương trình trong một khoảng thời gian xác định thì mình sử dụng lệnh delay. Còn tạm ngừng cho đến khi người dùng nhấn phím Enter thì mình sử dụng lệnh readline. Cô vừa mới giới thiệu các cái nội dung về kiểu dữ liệu nè, về các phép toán với dữ liệu kiểu số nè, về các cái phép so sánh nè và việc tương tác giữa người và máy tính. Chúng ta cùng làm bài tập để ôn lại những cái kiến thức. Bài thứ nhất, chuyển các biểu thức toán dưới đây với các ký hiệu trong Pascal. Ở cột bên trái là các biểu thức với các ký hiệu ở trong môn toán. Rồi chúng ta cùng đổi sang Pascal nhé. Dấu nhân chúng ta đổi thành
dấu sao ở phép chia thì chúng ta đổi thành dấu sẹt ha. Rồi đây chúng ta không có phép lũy thừa cho nên chúng ta sẽ sử dụng phép nhân để thay thế. Và chúng ta chỉ sử dụng các cái cặp dấu hoặc đơn mà thôi. Bài số 2, điền dấu ít lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Có rất là nhiều loại thông tin mà có thể là sử dụng những cái kiểu dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ chọn cái kiểu dữ liệu phù hợp nhất nhé. Phù hợp về cái phạm vi giá trị cũng là như là phù hợp về cái phép toán mình có thể sử dụng. Rồi, rất là nhiều bạn nói cô ơi đây là kiểu dữ liệu số nguyên. Nhưng mà kiểu dữ liệu số nguyên chỉ có phạm vi tối đa, giá trị tối đa là 32.767. Cho nên đây nó phải là kiểu số thực. Đây chính là trong dấu nháy thì sẽ là kiểu sâu. Số thập phân kiểu số thực, kiểu sâu ha. Âm 346 còn có thể là kiểu số nguyên hay kiểu số thực. Nhưng mà nhìn như thế này chúng ta có thể lựa chọn là kiểu số nguyên. Tương tự đây là kiểu số thực, kiểu sâu và kiểu sâu. Rồi, đó, mình coi nha. Cô đã hướng dẫn cho mình các cái nội dung về lý thuyết cũng như là làm các cái bài tập đó, để mà hiểu hơn về cái phần lý thuyết đó. Thì tới phần trải nghiệm các em. Đố vui một, các em chọn câu đúng nè. Trong bốn cái câu này thì các em xem nè, câu nào thực hiện việc thực hiện những cái phép toán cho cái kết quả chính xác. Câu thứ hai, đố vui hai cũng dễ nè. Viết các biểu thức toán dưới đây với các ký hiệu ở trong Pascal. Đó, đây là ở trong môn toán thì các em đổi sang Pascal. Vậy thì hôm nay chúng ta đã được học về các kiểu dữ liệu cơ bản by integer, real, char và string. Hay nói cách khác là kiểu số nguyên, số thực, ký tự và sâu ký tự. Các phép toán với dữ liệu kiểu số cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư là div và mod. Các phép so sánh bằng, bé hơn, lớn hơn, khác, bé hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng. Lệnh write, write line để thông báo kết quả tính toán. Lệnh read line để nhập dữ liệu từ. Các em ở nhà cố gắng xem video nhiều lần nhé. Chép bài ở những vị trí có biểu tượng bút nè, ghi nhớ bài học nè, làm bài tập nè, rồi làm bài trắc nghiệm nè, nghe theo hướng dẫn của giáo viên nhé. Chào tất cả các em, cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe. Chúc các em có một tuần học tập thật vui và thật tốt nhé.